mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản nhà tốt. Bất động sản nhà tốt là kênh chuyên giới thiệu tới mọi người về đất thổ cư cũng như là các khu nhà ở liền kề có cái diện tích từ 30 mét vuông trở lên và có cái giá bán chỉ từ 900 triệu đồng. Thì hôm nay em đang đứng phía trước một cái dự án mới của công ty em ở vị trí là ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Theo mọi người quan sát thì là cái ở đây đang là xây thô lên tầng 3. Lên tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà. Mọi người có thể nhìn thấy ở dãy đây bọn em có tất cả là 12 căn nhé mọi người. Giá với giá bán là chỉ từ 1 tỷ 420 triệu đồng. Diện tích là 36 mét trở lên và tất cả đều đã có sổ đỏ chính chủ rồi. Cái phía trước của cái dự án này là ngõ là 4 mét rưỡi. Hai xe ô tô có thể tránh nhau nhé mọi người ơi. Ở đây là bọn em có căn 2 căn ô tô có thể vào được nhà. Là diện tích 40 mét vuông trở lên và có cái giá chào bán là 1 tỷ 870 triệu đồng. Mọi người có thể nhìn thấy đang là xây dựng rất là tầng 3. Nên là em chỉ quay cái phần thô để cho mọi người biết là ở đây cái dự án nó như thế thôi ạ. Bên em quay lên để mọi người có thể đi tham khảo luôn. Có thể nếu như mà khách hàng có nhu cầu mua từ cái thời điểm thô, bên em cũng nhận và đặc biệt là khi mà khách hàng mua phần thô thì sẽ có rất là nhiều ưu đãi cho cái phần thô. Vì sao ạ? Bởi vì là khi khách hàng mua phần thô, khách hàng được nhận rất là nhiều thứ. Ví dụ như là khách hàng có thể trực tiếp đến giám sát công trình hàng ngày, cũng như là có thể thay đổi lại cái thiết kế ở phía trong của ngôi nhà. Nếu như mà chưa xây mà bây giờ đang là lên tầng 2 hoặc tầng 3 thì đấy có thể. Và cả về cái điện nước cũng như là cái màu gạch, màu sơn là có thể thay đổi lại hoàn toàn được. Cũng đồng thời là khi mà khách hàng mua thô thì sẽ được nhận, tức là sẽ chỉ phải chi trả theo cái tiến độ thôi, chứ không phải trả khi mà nhà đã hoàn thiện rồi. Khách hàng chỉ phải chi trả theo từng tiến độ đến khi nào nhà hoàn thiện xong hết rồi. Và khi khách hàng mua thô thì bên em cũng vẫn hỗ trợ vay vốn ngân hàng như là khách hàng mua hoàn thiện nhá. Thì là hôm nay em chỉ giới thiệu thông tin đến đây thôi. Mọi người nếu như muốn biết thêm thông tin chi tiết thì xin vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình là 0983013423 hoặc 0888041444. Em Ánh rất cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Mọi người thấy video nếu như mà hay thì bấm like cũng như là chia sẻ cho nhiều người biết, cũng như là bấm đăng ký kênh ở bên phía góc bên phải màn hình để có thể nhận thêm nhiều thông tin bổ ích hơn. Em xin chân thành cảm ơn.